Hello cả nhà mình ạ, chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và một trái tim tràn đầy tình yêu thương nha. Tiết trời bây giờ là đã vào thu rồi, cây cối là đã ngã vàng và chuẩn bị rụng, không còn một chiếc lá nào ở trên cây hết, báo hiệu là mùa thu rồi. Thì vào mùa thu ở Mỹ thì có rất là nhiều các lễ hội diễn ra, như cả nhà mình nhìn thấy là ở đây là họ chuẩn bị một cái lễ hội Festival Autumn, một cái lễ hội sắc màu mùa thu. Đây, Harvest Festival 2024 từ 1 giờ 15 đến 2 giờ, 3 giờ tới 4 giờ, 3 giờ, 5 giờ. Đây, có khung thời gian để mình vào trong đây mình chơi. Và ở đây họ cũng để cái bảng đó là Everyone is welcome, có nghĩa là chào đón tất cả mọi người khi mà vào trong cái lễ hội mùa thu này. Bây giờ thì mình thấy là họ đang chuẩn bị nè, bị lễ hội mùa thu. Mình đi trên đường á, mình tập thể dục á, mình thấy là ở cái ngã tư đường như thế này thì sẽ có một cái lễ hội. Thì những cái chỗ mà mình ở, chỗ Hữu Thiện á thì cũng có. Rồi bên đây thì mình thấy là họ cũng tổ chức một cái Festival Autumn. Đó mình thấy nè, họ trưng những cái trái bí rồi ha. Rồi bên đây là cái công viên. Hữu Thiện thì thường đi bộ ở cái park này, công viên này. Công viên này có tên đó là Humble Park. Công viên này thì rất là lớn luôn. Đó, mình thấy công viên nè. Công viên này thì rất là rộng. Humble Park có chỗ là sân chơi cho trẻ con nữa ha, con nít tụi nó ra đây chơi, có cổng là bảo vệ rất là an toàn luôn. Rồi ở bên đây thì có cái khu vực đó là mình chơi tennis đâu. Công viên này thì mở cửa từ 6 giờ đến 11 giờ. Vào trong đây thì mình không có được mang rượu, không có được lốt lửa, không có được xả rác, và dắt chó là phải có dây, không có được thả chó ra, và các môn thể thao người ta cho phép ở đây. Ở bên kia thì lễ hội mùa thu rất là nhộn nhịp luôn, họ trưng bày nào là hoa rồi ha, là mình thích lắm, thích nhất là những cái quả bí ngô á, họ trưng bày, họ trang trí chuẩn bị chào đón lễ hội Halloween mà. Đó, mình tiếp tục mình đi bộ coi có gì nữa thì Hữu Thiện sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình cùng khám phá với Hữu Thiện nha. Cái công viên này là rộng dữ lắm. Đó, mình đi thì mình thấy cả một cái đàn bồ câu luôn. Bồ câu á, người ta rải đồ ăn cho mấy con bồ câu á, cho nên là nó đáp xuống nó ăn này cả nhà. Ở ngay tại công viên Humble Park luôn rồi. Đó, mấy con bồ câu đáp xuống nó ăn. Mấy bồ câu thì nó dạng lắm, tại vì mình cho đồ ăn đó, cho nên nó thì nó rất là dạng với mình luôn. Quá trời luôn. Bồ câu, mấy bồ câu đi ăn. Đó, bà là rất là đẹp luôn đó. Hữu Thiện lại gần cái nó bay lên cho cả nhà mình xem. Trong công viên này ha, có bồ câu rồi có sóc rồi nữa. Mình rất là thích luôn. Đấy. Ở vào công viên thì họ có làm những cái lối đi cho mình đi bộ nè. Cả nhà xem nè, cái công viên này là xe đậu rất là đông luôn. Hầu như là bít cả công viên rồi luôn. Và công viên này là đi xe là kiếm chỗ đậu là thực sự rất là khó khăn luôn. Tại vì họ rất là thích vào trong cái công viên này. Công viên này vừa rộng nè, đó rồi bên trong nè. Bên trong có những cái lều. Thì những cái lều đó là những cái chỗ ở của những người vô gia cư, người ta ở trong đó. Bây giờ thì thời tiết còn mát mẻ chứ mà mùa đông. Mùa đông thì họ sẽ đi tìm những cái chỗ ấm hơn, họ có thể là đi vào nhà thờ. Chứ mà ở ngoài đây thì chắc chết cống luôn á. Làm sao mà chịu nổi với cái thời tiết ngoài đây. Ở những cái công viên như thế này thì có rất là nhiều người vô gia cư họ ở trong này. Đây, như cả nhà mình nhìn thấy nè, phía trước nè. Có rất là nhiều cái lều luôn. Mỗi người cái lều chứ. Thank you.
những người vô gia cư ở đây thì họ có những chỗ cho họ ở như trong nhà thờ được, thì có những chỗ mà họ ở mà họ không thích, họ thích tự do, không có ràng buộc về thời gian rồi, cho nên thì họ thích ở ngoài trời như thế này, thích ở thiên nhiên mà, nó cắm cái liệu ở, vui đùa với sóc rồi ha, với bồ câu rồi với thỏ với nai rồi, vui với thiên nhiên mà, dài xuống dưới luôn, nhiều lắm. Rồi cái view chỗ đây nữa là cái view triệu đô luôn cả nha, đó, dựng cái liệu ở đây, ở phía xa xa có cái bờ hồ nữa, đó. Quá đã luôn. Nó mình đứng ở ngoài đây thôi chứ mình không có đi vào chỗ trong đó, là chỗ ở của họ mà. Công viên cây cối bây giờ nó đã ngã vàng hết rồi, chuẩn bị đó là không còn một cái lá nào, mùa thu đã đến rồi. Có mấy con sóc rồi nè, quá trời luôn, sóc sóc thỏ rồi, vịt trời rồi, bồ câu rồi. Đây là cái lối mòn để mình đi ra ngoài cái chỗ cái hồ này. Cái hồ này rất là đẹp luôn, mình có thể đi bộ dọc theo cái bờ hồ này. Có cái đường đi, trời ơi, họ dựng cái lều ở đây là chỗ ở chịu view luôn đó, view nhìn ra ngoài trời đây. Này, cái view này đẹp lắm. Trời, có con đường đất đỏ nữa chứ. Đây, cả nhà mình xem nè. Ra ngoài đây nghe tiếng sóng ha. Trời ơi, nó đã, nó chiêu chiêu. Có hoa rồi, rất là thơ mộng luôn. Trời, xem mấy con vịt nó bơi nữa kìa. Mát mẻ lắm. Cái hồ này mà bỏ mấy con vịt xuống ha, đập vịt ha, trời nó đã hơi lắm. Wow, gió quá, gió lớn quá. Có gió thổi nó muốn bay mình luôn. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay thì chỉ có chừng khoảng là 70 độ F thôi. Nhìn thấy là du khách họ đã mặc áo khoác rồi. Đây, thời tiết là bắt đầu đó giảm nhiệt độ rồi. Trời, bên đây có những cái cây, cái bông súng nè, trời ơi, đây có sen, có súng nè, nó nhìn cảnh nó thơ mộng, nó đẹp gì đâu cả nhà ơi, cả nhà có thích không ạ? Cho nên chỗ này thì tiện rất là thích luôn, từ nhà mà mình chỗ mình làm á, mình đi bộ mình đi ra đây, trời ơi, ở gần nhà thì miền gần cái đằng nai, rồi gần chỗ làm thì có cái công viên hấp thụ. Nó tuyệt vời ở mặt trời luôn cả nha, cảnh đẹp quá. Ở đây mà có sen nữa, tao nói nó đẹp tuyệt, mấy con vịt cảnh đẹp, hàng vịt nó bơi tung tăng bơi lượn ở đây. Mình thấy là có người câu cá nữa, ở đằng phía xa nè, ở phía xa xa có người họ ngồi câu cá đó cả nhà. Ở trong đây mình có thể câu cá nữa, các bạn vui chơi trong đây thì người ta cho phép thì mình